Hiện tại Vĩnh Phúc có khoảng 32,4 nghìn hecta đất lâm nghiệp, trong đó rừng sản xuất là 13,2 nghìn ha, rừng phong hộ là 4 nghìn hecta và rừng đặc dụng là gần 15,2 nghìn hecta. Tài nguyên rừng đáng kể nhất của tỉnh là vườn quốc gia Tam Đảo với trên 15 nghìn hecta. Bên cạnh bảo tồn nguồn gen, rừng Vĩnh Phúc còn có vai trò tích cực trong việc duy trì, điều hòa nguồn nước, điều hòa khí hậu cho cả tỉnh và những địa phương lân cận để bảo vệ diện tích rừng hiện có và trồng mới diện tích rừng để phủ xanh đồi núi trọc các ngành chức năng và địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới nhân dân về vai trò vị trí tầm quan trọng của rừng thực hiện phòng cháy và chữa cháy rừng xã hội hóa công tác trồng bảo vệ rừng bằng các hình thức như giao đất giao rừng tại vùng rừng sản xuất và vùng đệm của rừng đặc dụng cho các hộ dân và các công ty lâm nghiệp hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật canh tác cho các hộ trồng rừng, dựa vào tài nguyên rừng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Thông qua những hoạt động này đã giúp người dân thực sự gắn bó với rừng và dựa vào việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng để nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Riêng với vùng rừng đệm và rừng sản xuất, có thể khẳng định quá trình triển khai thực hiện giao đất giao rừng đã thực sự mang lại quyền lợi thiết thực để gắn trách nhiệm cho các chủ rừng trong việc phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và chăm sóc bảo vệ rừng. Đây là tiền đề quan trọng góp phần để Vị Phúc từng bước nâng cao độ che phủ rừng và đảm bảo an toàn cho diện tích rừng đang có. Qua cái thời gian được nhận khoán để trồng rừng thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái công tác nhận mà để phát triển rừng ấy thì cảm thấy là nó cũng có những cái lợi ích thiết thực cho gia đình một là giải quyết được công an việc làm cho số lao động trong gia đình hai nữa là cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế gia đình cái thứ ba nữa là cũng đem lại một cái môi trường cho xã hội để phục vụ xã hội chúng tôi được sự chỉ đạo mà rất sát xa sao của kiểm lâm địa bàn và cũng có những kế hoạch xây dựng kế hoạch rất cụ thể thế thì từ đó gia đình chúng tôi cũng có những cái phương án phòng cháy chữa cháy chữa cháy rừng của hộ gia đình thì chúng tôi đã thường xuyên có người để canh trực là nếu xảy ra cháy thì một mặt là chúng tôi sẽ triển khai cái lực lượng của gia đình và lực lượng tại chỗ để lên ứng cứu, mặt khác là chúng tôi sẽ báo cáo với cơ quan kiểm lâm là để nếu xảy ra cháy lớn để hỗ trợ chúng tôi về cái lực lượng phòng cháy chữa cháy của nhà nước. Bên cạnh để mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của rừng đối với cuộc sống, các ngành chức năng trong tỉnh còn tổ chức đưa vào hoạt động và nhân rộng các mô hình cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác trồng, bảo vệ rừng và khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng. Trong đó các mô hình như trồng cây dược liệu dưới tán cây lâm nghiệp, mô hình tổ xung kích bảo vệ rừng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó hàng năm vào mỗi dịp đầu xuân, các ngành các địa phương, các tổ chức đoàn thể còn gia quân phát động tổ chức Tết trồng cây, đây đây tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại. Qua mỗi lần phát động diện tích cây xanh nói chung và diện tích rừng nói riêng của Vĩnh Phúc lại tăng thêm. Và hơn hết là ý thức, nhận thức và trách nhiệm đối với việc trồng cây xanh, trồng rừng để giữ gìn môi trường xanh, phát triển bền vững của nhân dân được nâng cao. Mặc dù vẫn còn những khó khăn, song với những kết quả đã đạt được, tin tưởng trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Quả đầy thiết thực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.